Dạo gần đây có rất là nhiều người chơi. Phiên đầu vào thì hoan hỉ một cái nhỉ, 5M. Hôm nay kết lãi được khoảng ôi ngon ngay. Hôm nay kết lãi được khoảng 10M đang nghỉ này. Được 5M đạt chỉ tiêu đây, đến 33M là đẹp nhá. 32 16 đấy. Đập phát lẻ nhá. Ôi căng quá anh em ơi, căng quá, căng không? Căng 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 căng. Địt mẹ con này khó đấy. Đấy, địt mẹ nó biết ngay. Mẹ chơi kiểu tham tham một tí thì dễ dính đòn lắm anh em ạ. Sao? 8M quyệt làm hai phát là thành 16M đẹp này. Tài xỉu Ewin, sóc đi Ewin. Đấy. Lại lên. Bắt con này 5M đây. Cửa lãi nha. Thì nhớ anh em cũng hỏi mình là con này có ngon hay không thì nói chung là ngon thì cũng ngon bình thường thôi. Kiếm thì vẫn kiếm được, nhưng mà nếu mà anh em chơi win mà anh em xác định gọi là chơi để kiếm lãi, tất nhiên anh em nên cho đĩa bởi vì nó ít hoàn, nhưng mà cái tỷ lệ thua nó cũng sẽ cao đấy. Cái gì cũng có đều có mặt lợi mặt hại. Đây đặt chỉ tiêu rồi nha anh em nhé, 10M đặt chỉ tiêu rồi. 4 đỏ sợ nhé. Cách để mà chơi luôn thắng ấy, ở trong con Ewin ấy thì có một cách duy nhất, đó là anh em chúng ta phải kiềm chế cái lòng tham của mình. Bởi vì xác định chơi ấy thì cũng không cần phải có gọi là phương pháp nào mà chắc chắn 100% đâu. Nhưng mà để mà ôi địt mẹ mải nói vào căng thế. Vẫn ra chẵn địt mẹ phải lồn được. Quyệt 10M thế nào. Lòng tham của mình thì không bao giờ nó thoát được cơ thể đâu anh em ạ. Nhiều anh em chơi thì cứ tham, tham là chết thôi. Đấy, như quả này thì cũng gọi là quả tham này. Thì lý do tại sao tôi bảo là mới đầu vào ấy, chơi thì nên biết điểm dừng ấy, thì nó là như vậy. Còn 8M rồi, địt mẹ quả này oảng thì đúng là dí bòi luôn anh em ơi. Lập chặn phạt. Địt con mẹ nó ra con lẻ thế mới ngoay ngoăm anh em ạ. Chơi lên chơi xuống thành ra mẹ thành thua. Nhẽ ra đang thắng thì mẹ đéo dừng lại thành thua nhá. Mẹ con này mày xịt đi bố mày coi chơi kiểu này luôn. Mẹ vừa đấm vừa xoa này. Bắt thêm con lẻ nào. Chốt quả mẹ miếng to đi. Mẹ dí bùi ngay, thấy chưa anh em thấy không? Mẹ tham là đứt ngay. Mẹ với game đổi thưởng không bao giờ được tham. Thôi anh em từ tôi chút nha, tôi sẽ nạp vào một chút. Ít mẹ nạp vào một chút để chiến thêm. Ít mẹ con này nạp thì cũng khá là nhanh đây anh em ạ. Nào, mẹ mày vã đúng một tay duy nhất này. Địt mẹ nó vẫn dính cước anh em ơi. Toàn thế nhỉ. Địt mẹ khó ăn lắm. Nói thật với anh em là chơi thì chơi thôi. Mẹ
bao nhiêu tiền vào đây thì cũng không đủ đâu. Nếu mà ngon nhất ấy là phải con 68 game bài. Mẹ con này nó cứ oai oăm kiểu đéo gì. Còn một M2 thôi thì làm ăn gì nữa. Tiền bao giờ cho đủ anh em. Quay chơi con 68 này thì nó đéo bao giờ cầu nó như này đâu. Cầu con này chơi khoai thật, mẹ nó ra đắt chẵn này. Thì mẹ con mẹ núi tiền cũng đeo gỡ được. Rồi chịu luôn. 100.000 bốc cứt rồi. Thôi thôi thôi, tôi sẽ dừng clip ở đây nha anh em nhé. Mẹ tính nên quay tí đéo ăn thua. Mà chơi hơi sương đấy. Tham quá anh em ạ, do mình quá tham nên là chơi nó khó. Mình không tham thì đã dừng được thì đã lãi được 10M rồi. Thì đa phần những anh em người mới chơi thì đều gặp phải trường hợp này. Mẹ do quá tham là hỏng hết công chuyện ngay. Rồi thôi thôi thôi, mình sẽ dừng ở đây nha anh em nhé. Xin chào.